lượng bay bổng và có vẻ là khá điên rồ với những chiếc thùng rác hữu ích của nhóm ý tưởng. Em tên là Võ Thị Hoàng Oanh. Em tên là Đặng Minh Hoàng, chúng em đến từ nhóm ý tưởng. Xin chào quý đại biểu, quý phụ huynh và các bạn. Chúng ta biết thì hiện nay dân số ngày càng đông, kèm theo đó là việc lượng rác ngày càng khổng lồ, kèm theo đó là việc vứt rác xả rác bừa bãi. Mà theo những cái đó thì vấn đề ngày càng có nhiều vấn đề nan giải, như là vứt rác. Việc đầu tiên là vứt rác bừa bãi, vứt rác không đúng chỗ do người dân thiếu ý thức. Thùng rác đặt không đúng nơi quy định, đặt không đúng chỗ, như là việc ở chỗ đông người thì thùng rác, số lượng thùng rác là hạn chế, còn những nơi ít người thì số lượng thùng rác nhiều và không cần thiết. Số lượng thùng rác thì lại quá ít, cần có thì không có, mà là những nơi đã có rồi thì lại quá nhiều. Mà người dân thì ý thức người dân thì họ cũng không cao lắm, thì không biết họ chỉ nghĩ đến việc vứt rác nhiều hơn là tìm cách phân loại rác. Thế nên nhóm chúng em đã đưa ra một số ý tưởng mà có nghĩ lại là được gọi là điên rồ, cũng chẳng liên quan gì đến cái gì. Đó là một cái xin giới thiệu về thùng rác ngầm. Theo như mọi người thấy thì đây là một cái bản vẽ mặt cắt, đây sẽ là một cái bàn đạp được đặt nổi ở trên mặt đường, chỉ được đây là một cái bàn đạp sẽ nối với một cái dạng giống như một cái cò súng. Đây là một phần này là cái đòn bẩy được nối với lò xo. Khi đạp bàn đạp xuống, khi đạp cái bàn đạp xuống thì cò súng sẽ nảy lên, và kèm lúc đó thanh nối được hàn dính với đòn bẩy này sẽ kéo xuống. Đây là cái trục sẽ đỡ mở nó thùng rác lên và người dân có thể bỏ rác vào. Và khi họ chỉ cần họ thả chân ra thì vào lò xe nó búng trở lại và nắp sẽ trở lại bình thường, vậy nào thì nở lên bình thường. Thùng rác thì được làm dạng lưới, có dạng lưới khi bỏ rác vào những nước dơ bẩn sẽ theo lưới nó thoát xuống. Và khi mưa thì có thể theo rãnh này xuống đây và ra ống nước của nhà máy nhà xử lý thải. Rác thì cũng rất là dễ dàng để lấy. Nắp này chúng ta có thể mở lên, một người đào cái này giữ và một người kia mở lên, người công nhân vệ sinh sẽ lấy rác lên và đổ lại trả lại một cái tấm lưới bình thường. Ngày hôm sau chúng ta sẽ nó lại đốt rác ngầm nữa. Ưu điểm là chúng ta có thể giảm thiểu tối đa diện tích thùng rác còn trên mặt đường, vì thùng rác này ngầm dưới đất, không nằm trên mặt đường nên sẽ không mất mỹ quan đô thị khi rác là quá dơ và bốc mùi. Chúng ta có thể tăng số lượng rác công cộng lên bằng cách đặt nhiều thùng rác này trên những cái cống ngầm, thay thế những cái cống thoát nước bằng thùng rác này, vừa có thể thoát nước vừa có thể lọc rác. Nhưng một số nhược điểm là khó nhận biết, rất là khó, chỉ là một cái bàn đạp họ không thể biết cái đó là cái nắp thùng rác hay là cái cống nước. Cái thứ hai là đặt ngầm dưới lòng đất rất là khó sửa chữa và lắp đặt, cái đó hơi bị khó. Và khi một số rác thì như mọi người đã biết thì người dân chúng ta là chỉ nghĩ đến việc bỏ rác hơn là phân loại. Họ cứ bỏ bịch ni lông và bỏ sữa bánh gì xuống một cái thùng rác, cái bịch ni lông xuống bịch lại những cái lỗ cống thoát nước thì đương nhiên nước sẽ ứ đọng lại trong đó và rất là khó thoát nước. Khi mưa xuống thì gây ra hiện tượng là ngập nước. Cho nên là chúng em nên có một cách giải quyết khác, một cái thùng rác được gọi là than rác. Thế là thực sự không phải là ý tưởng của em nữa, là ý tưởng của những nhóm rất là độc đáo và ngộ, khác lạ. Đây là cái thùng rác bình thường, nó lấy thêm một cái máy bồn nó đặt lên trên để khi người ta đi ngang qua, người ta đi xe máy họ không thể là đi chạy cái giường này kẹt cái dấu lên lề đường đào bỏ rác chạy ra chạy. Chiều nhóm trưởng đang nghĩ ra một cái thùng rác rất là ngộ nghĩnh và độc đáo.
nhìn thì cũng thấy ghê thiệt. À, đó là thùng rác máy bò. Khi người ta đi xe đến, cái này thì cũng nhược điểm, ưu điểm thì cũng có, mà hơn xin nói trước là nhược điểm. Nhược điểm đi là sẽ gây cho người ta một cái là cái thói quen quăng rác. Họ đi xe, họ cứ tiện theo cái máng này, khi quăng rác vào thì nó sẽ theo cái máng nó trôi xuống. Còn thùng rác bình thường nó chỉ có vậy, quăng thì nó cứ thế nào cũng ra ngoài, không làm anh hùng được đâu, không thể phi tiêu được đâu, nó cứ ra ngoài. Còn cái này là muốn làm gì cũng được, chọi chọi đứng từ đây chọi vào nó cũng rớt, bên này chọi vào cũng rớt, đi thẳng chọi vào cũng rớt, nên người ta đi xe người ta chọi thẳng vào. Thế nên là gây một cái thói quen cho người ta là cứ cầm rác cái đĩa nó phi phi. Thế nên là cái đó là cái nhược điểm. Còn cái ưu điểm là thùng rác có thể đỡ rác và cho rác xuống. Nãy như quý vị có nghe nói là thùng rác này thay thế cái gây ra hiện tượng là không thấy nước được, và thùng rác kia là cái khắc phục. Cái đó chúng ta sẽ nắp cống, không phải là cái nắp cống nó cũng liền nhau, nó sẽ cắt một khoảng có một cái, và cái khoảng này là đặt một cái thùng rác nằm thì để cho cái nắp cống kia vẫn là cái nắp cống, vẫn là cái cống bình thường, không có thùng rác. Nhưng đó sẽ là cái thùng rác thang rác của nhóm trưởng. Ngoài đường, chúng em xin gửi đến một loại thùng rác sản phẩm của ban nhóm đặt ở trong gia đình, hộ gia đình dùng. Thùng rác mang tên là thùng rác xoay. Nghe cái tên là chúng ta đã biết được cấu tạo và các hoạt động của thùng rác. Đầu tiên là đây là một cái lỗ để một cái khoảng trống sẽ chúng ta sẽ bỏ rác vào và rác sẽ rớt xuống những cái thùng đặt ở phía dưới. Khi muốn chọn một loại rác tương ứng thì chúng ta chỉ cần xoay gần gạt và thùng sẽ quay theo đến những cái loại thùng mà chúng ta muốn đặt rác vào. Nếu mà lượng có những loại rác chứa nước thì cái lượng nước đó sẽ đi đâu? Như vậy thì còn những cái ống đi xuống cho nước chảy xuống và chảy xuống nguồn nước ngầm của hộ gia đình, nguồn nước gia đình. Đây là một cái mô hình cụ thể cấu tạo bên trong cái thùng rác. Nhìn nó hơi xíu nói trong này có ý tưởng rất là bay bổng, nhưng khi được đến mô hình thì rất là kinh khủng. Bốn thùng, bốn loại rác tương ứng như là rác vô cơ, rác hữu cơ, rác nước và như là hoặc là các loại rác khó phân hủy như là bao ni lông, bịch, vân vân. Nước sẽ chảy xuống đây và đi đến một đường ống rồi xuống mặt nước sẽ ra hộ gia đình. Sẽ theo cống nước ngầm về nhà máy xử lý nước. Thế nên là không có ứ động nước lại vào cái mũi nhặn hay là dơ bẩn gì, sốt xuất huyết gì, tiêu chảy là gì là không có. Vậy khi nào thì làm sao để lấy cái loại rác này, cái rác chúng ta bỏ vào thùng này thì còn một cái cửa và mở ra bỏ bịch. Chúng ta sẽ có một cái bịch để vào đây và lấy móc cái bịch đó ra dùng. Vậy là chúng ta có thể lấy rác được rồi. Ưu điểm là sẽ chúng ta tiết kiệm không tốn nhiều tiền, lạ mắt và giúp người dân có thể phân loại rác. Đó là những sản phẩm của nhóm ý tưởng chúng em. Cảm ơn quý đại biểu, quý phụ huynh và các bạn đã lắng nghe.